hả? Chào mừng quý bà con cô bác quý anh chị quý mình nhỏ đã trở lại kênh Chí Xì Tin Dừa. Đây cây dừa không, ở đây là Xì Tin, Xì Tin đen nãy giờ đang la con chó nó sủa Xì Tin hoài. Sân cũng còn sạch dữ nè, à làm chửi mấy con chó sáng ra sân cũng sạch chưa. Buổi sáng như quê trong lành, trời xanh mây trắng trong lành, chị Tiên đang mới ngủ dậy chứ đi thăm dịch. Làm gì vậy? Làm gì cười vậy? Kì. Ui. Chó vô cái tên. Đó. Sáng mẹ Xì Tin đã cho gà vịt ăn hết rồi, nên Xì Tin đang được gánh việc. Thì Tin đang vậy là phải đi rồi. Rồi dậy xong là thay đồ uống sữa là đi Sài Gòn lập nghiệp rồi. Anh á, số tiền hả? Cho. Cứ gào đóng hết rồi. Trời xanh mây trắng trong lành, ui đó là dành ăn, ui ui bà con xử nhau không, con mẹ can ra mẹ hèn không á, không quýnh con. Có hai con chó con nó sung dữ. Cản ra cho mẹ. Trời ơi. Ôi. Hai cho nó quýnh nhau kìa. Ôi thấy không? Kìa. Không ghê không, ghê không hả? Số nó cả kéo ngoài, kéo ngoài
Chơi mày nhép quà à? Nhép quà à? Hả? Ui, căng sức đầu luôn ơi. Ui ghê quá. Kì. Nó này dành ăn cắn ghê. Để thôi, hàng chó tự chiến. Xích ra tên, xích ra. Đứng xích ra xa ra. Đừng có đứng gần quá. Kì. Kì. Đứng ra nguy hiểm. Tách ra. Dạ có một mẹ chớ hoài đó nha. Rồi nghỉ mà đi. Tôi có dép mà. Đấy tên. Chúng ta thôi rồi. Đó con mẹ đó. Này. Sang ra. Sang ra. Dạ cùng một mẹ mà đá nhau cái gì. Thấy chị tin không? Tin ngoan ngoãn chưa? Đây. Thiệt miếng cá này chứ, lì thiệt chứ. Đi lên đường. Nước nôi đồ đã xong. Xong hết rồi. Hả? Hai con làm gì quốc chào với ta dành ăn hả? Cái con sừng 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 á. Đó, cái con hay gừ á. Đó. Là hãy người ta bưng cái tô nào ra là nó lại nó nhào vô tô đó, bưng tô đồ ra nhào vô tô đó, không cho ai ăn á. À, đúng rồi, cho đập cái nó sợ phải không? À, quậy xong giờ đi uống nước nè. Sung quá. Quýnh nhau sức đầu mẻ tán luôn. Dạ. Thôi giờ nó ngoan rồi, giờ hết nấy rồi. Hồi nãy nó cắn nhau tình thế không, giờ hết rồi. Giờ ngoan rồi, mình không quýnh nó nữa. Nhưng mà ngoan không quýnh á. Trời. Hả? Rồi. Tạm biệt mấy con chó. Bye bye mình chó. Trinh đi Sài Gòn lập nghiệp đây. Đóng kiến mà. Ừ, đóng rồi mà.
chào và hẹn gặp lại mọi người ở sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chị Tiên Dừa và chị Tiên nhé, bye.